chào quý vị và các bạn. Hôm nay kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2022. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn được tổ chức nhằm phục vụ đông đảo người dân và du khách được diễn ra. Vậy thời tiết Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung trong ngày hôm nay như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Từ đêm qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ, vùng núi trời trở rét, vùng đồng bằng trời trở lạnh. Thật may là mưa dông đã giảm dần tại miền Bắc nên các hoạt động ngoài trời vẫn có thể diễn ra. Tuy vậy, quý vị lưu ý trang phục khi thời tiết thay đổi, đề phòng bị nhiễm lạnh. Mức nhiệt cao nhất hôm nay chỉ trong khoảng 23-25 độ và có thể tăng lên trong 2 ngày tới. Mưa giảm ở miền Bắc nhưng vẫn còn duy trì ở miền Trung. Dự báo từ khoảng đêm ngày 10 đến sáng ngày 11 thì mưa sẽ giảm dần tại khu vực Bắc Trung Bộ, tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong những ngày tiếp theo. Trời sẽ chuyển lạnh tại các tỉnh Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất chỉ ở ngưỡng là 22-25 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ nhiệt độ chỉ trong ngưỡng là từ 25-28 độ. Với phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay trời vẫn duy trì mát mẻ, cao nhất tại Tây Nguyên chỉ trong khoảng 23-26 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là 27-30 độ. Ban ngày có nắng gián đoạn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông, cần đề phòng với gió giật mạnh. Trên biển, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Như vậy là hôm nay, miền Bắc giảm mưa, trời lạnh, vùng núi trời rét, Trung Bộ mưa dông vẫn duy trì, thời tiết mát mẻ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 10 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Chúc quý vị có một tuần mới nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.